Vào đời nhà Hán, có hai người đều làm quan trong triều. Một người là Viên Án và người kia là Triều Thố. Viên Án tìm cách giết hại Triều Thố. Về sau, Viên Án xuất gia làm hòa thượng. Vì ông ta luôn luôn thấy quỷ, thấy hồn quỷ của Triều Thố muốn đến để giết ông ta. Dù ban ngày hay ban đêm cũng thế, khiến cho ông ta cảm thấy chính mình đã làm việc sai lầm. Do đó mà sám hối đi xuất gia. Sau khi ông ta xuất gia rồi thì chẳng còn thấy hồn quỷ nữa, mới quyết tâm dụng công tu hành. Vì một niệm sai lầm giết người mà xuất gia, cho nên ông ta hy vọng đời sau cũng muốn làm hòa thượng chứ chẳng muốn làm quan. Quả nhiên đời thứ hai ông ta trở thành một đại pháp sư, đi hoằng pháp khắp nơi, là một vị khổ tu hành, chẳng tham danh lợi dưỡng. Đời này, ông ta cũng chẳng thấy hồn quỷ của Triều Thố. Trải qua 10 đời như thế, vì ông ta khổ công tu hành, có chút đạo đức, cho nên mỗi đời thân phận càng cao. Đến đời thứ 11, thì ông ta làm quốc sư, là thầy của hoàng đế. Hoàng đế thưởng cho ông ta một chiếc ghế báu làm bằng gỗ trầm hương. Đương thời, gỗ trầm hương ở bên tàu là một thứ gỗ quý trọng nhất. Chỉ có hoàng đế mới ngồi ghế tạo bằng gỗ này. Khi quốc sư ngồi trên ghế báu, thì tinh thần cảm thấy quá sung sướng. Ông ta nghĩ, hiện tại trên đời, pháp sư tôn quý được ngồi trên ghế báu này chẳng mấy vị. Đây thật là tốt biết bao. Khi ông ta sinh một tâm niệm cống cao, cho rằng hiện nay chỉ mình ta tôn quý trong thiên hạ. Liền lúc đó, oan hồn của Triệu Thố 10 đời về trước chưa siêu thoát, nay đến tìm ông ta. Đột nhiên trên đầu gối ông ta nổi lên một mục kẻ mặt người, có miệng, mũi và biết nói, luôn luôn nói với ông ta, ông đừng nghĩ cách trốn tôi nữa, tôi đã theo ông 10 đời, ông chưa đền mạng cho tôi. Quốc sư Ngộ Đạt mắc phải bệnh mục nhọt này, ngày đêm la đau, thật khó mà chịu đựng. Dù tụng chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm và tụng kinh cũng chẳng tiêu tội được, vì ông ta nghiệp quá nặng. Đó là do ông ta sinh một tâm niệm cống cao ngã mạn, cho nên thần hộ pháp cũng xa lìa, không bảo hộ nữa. Khi đó, ông ta nhớ đến tôn giả Ca Nặc Ca. Ông ta đã từng hầu hạ tôn giả. Đương thời, tôn giả toàn thân bị bệnh kẻ chảy máu chảy mũ, lại có mùi hôi thối. Quốc sư Ngộ Đạt vẫn hầu hạ tôn giả hết mình, rửa ráy thuốc thang, phục dịch mọi việc, khiến cho tôn giả lành bệnh. Kỳ thật, tôn giả Ca Nặc Ca chẳng phải thật có bệnh. Ngài thị hiện để độ quốc sư Ngộ Đạt. Quả nhiên, quốc sư đối tốt với ngài. Sau khi tôn giả lành bệnh mới nói với quốc sư, khi ông có nạn thì đến núi Trà Sơn ở Tứ Xuyên tìm ta, ta sẽ có biện pháp giải quyết. Lúc đó quốc sư Ngộ Đạt bị một kẻ mặt người chẳng cách chi trị được, bèn nhớ đến tìm tôn giả Ca Nặc Ca. Tôn giả dùng nước tam muội tắm cho ông ta thì một kẻ mặt người lành khỏi. Cho nên người tu đạo bất cứ như thế nào cũng đừng sanh tâm cống cao ngã mạn. Ha ha ha, 问什么的说